đã ngồi lên con xe rồi là cái máu của mình nó lúc nào cũng sẽ tăng lên đó, làm sao mà mình có thể mình kiềm chế được. Mọi người không có nhìn mình theo một cái kiểu là thằng chó này đi cái xe nó láo quá kiểu thế. Ferrari. Hello anh em, chỗ này là cái chỗ mà mình hợp tác bán hàng á. Thì dịch vụ cứu hộ là 365.000 một năm với xe 175cc nè. Còn với xe phân khối lớn là 1.5 triệu. Nhưng mà nếu mà anh em mà liên hệ mình á thì sẽ có giá rẻ hơn tất nhiên. Xe nặng mà, xe nặng em phải khác. Nhưng mà đi quen là xe khác. Xe của tao nó nặng vậy thôi chứ quay lên những chiếc khác nó còn nặng hơn nữa. Chỗ này là chỗ mà nếu mà anh em có nhu cầu mà mua bán xe phân khối lớn á, có thể ghé đây để ký gửi cũng được. Nói chung là mình làm việc với họ cũng một thời gian rồi thì mình thấy có vẻ ok đấy. Hello Ducati. Nhìn đã quá anh em ơi. Hiện giờ thì mình đang có gắn cái ND filter 16 ở trên cái GoPro của mình nè. Anh em thấy có motion blur hai bên không? Khá là đẹp đúng không anh em? Má vừa lúc nãy mình mới gặp một cái sự cố anh em, đó là mình để quên cái chìa khóa xe. Mở xe không được, không chạy được, lúc nãy tính gọi cứu hộ luôn. Nhưng mà may sao á thì bạn mình phát hiện ra là mình để quên, cái bạn mình giữ cho mình luôn. Nên là mình không có dịp để xài gói cứu hộ rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng á là bất cứ ai mà chạy xe phân khối lớn á, nên trang bị cho mình một cái gói cứu hộ đi. Tốt nhất là nên có một cái gói cứu hộ để lỡ một cái vấn đề gì xảy ra là mình tự mình chữa được cho chính mình. Chứ ví dụ như lúc nãy má tưởng tượng cái cảnh mà dắt xe về nhà chắc té xỉu luôn. Hoặc là gọi bán tải tới chở hả, chắc cũng cả triệu đồng ấy. Hello friend. Má bạn mình hôm nay mới lên xe, chúc mừng bạn nha. Kể cho anh em nghe một câu chuyện á, là hồi trước á có một cái đợt á là bên Điền Quân Network có mời mình để tham gia network á. Thì lúc đó mình cũng phân vân lắm, mình không biết là có nên tham gia hay không, nên là mình có thử đưa cái kênh của mình cho người ta phân tích. Thì á người ta xem cái kênh của mình xong á, người ta bảo là anh làm content rất là hay, làm clip rất là đẹp. Nhưng mà em không có xét duyệt cho anh để vào network được, tại vì anh chạy xe tốc độ cao là vi phạm pháp luật của Việt Nam á. Mà bên kênh của em á thì rất là khó khăn trong mấy chuyện mà vi phạm pháp luật á. Má nó buồn quá anh em. Cái chuyện mà mình làm content về phân khối lớn như thế này á mà không thể nào là mình tránh khỏi cái chuyện là mình vi phạm luật được. Tại vì nó là một phần bản chất của việc mà chơi xe mô tô rồi. Nên thôi mình cũng chẳng có tiếc gì cả, tại vì mình cũng dự đoán trước được cái chuyện đó rồi. Vào network thì thực ra nó cũng nếu mà vào được thì mình vui, còn không vào được thì cũng chẳng sao cả. Nói chung là nó là một cái trải nghiệm nó khá là bất ngờ kiểu vậy. Nhưng mà từ cái chuyện đó mình lại nảy ra một cái topic để mình nói, đó là chuyện chơi xe phân khối lớn như thế này á, cái chuyện mà nó phạm luật á là nó có đúng hay không. Thì thật sự mình nói luôn là cái chuyện mà mình chơi xe phân khối lớn á là chắc chắn thể nào cũng phạm luật luôn. Thề. Tại vì á chuyện mà mình điều khiển một con xe mạnh như thế này, kể cả người bình thường nữa, làm sao mà người ta có thể cưỡng lại được cái sự là gì ta, cái máu đã ngồi lên con xe rồi là cái máu của mình á lúc nào cũng sẽ tăng lên đó. Làm sao mà mình có thể mình kiềm chế được, sẽ luôn luôn có một cái thời điểm nào đó là mình máu quá, mình làm những cái điều sai trái. Thì đó là một cái chuyện mà thường xuyên xảy ra. Ví dụ như là lâu lâu mình nẹt bô nè, lâu lâu mình chạy nhanh quá, mình làm người khác sợ hãi. Cái lúc mà mình làm cái điều đó mình thấy vui lắm, nhưng mà khi mình chạy về đến nhà mình lại tự mình trách móc bản thân mình rằng là tại sao mình làm như thế, tại sao mình lại để bản thân mình làm những cái điều mà nó gây khó chịu cho người khác như thế. Đó đâu phải là bản tính của mình đâu. Nhưng mà nói chung là khi mà bước lên con xe này rồi thì đó là một cái con người khác anh em. Và đôi khi mình cũng rất là ghét cái con người đó của mình. Nói đi thì cũng nói lại đi, nó là đôi khi á mình làm cái gì đó sai sai, nhưng mà
những cái sai của mình đó, nó sẽ luôn luôn một cái giới hạn nào đó thôi. Mình không thể nào mà làm sai quá được. Mình không biết phải nói sao. Mình nói thấy ví dụ như thế này đi, nghĩa là mình chạy mà mình chạy quá tốc độ đi thì mình cũng sẽ canh đến một cái khoảng nào đó thôi. Mình không bao giờ mình chạy quá 120 trong thành phố hết, kiểu vậy. Kiểu như là mình chạy đến cỡ 100 là mình thấy là quá lắm rồi, không thể nào chạy hơn được nữa. Oh really? Hoặc là nẹt bô chẳng hạn, thì phải là một cái trường hợp gì đó nó phải là quá đáng lắm thì mình mới nẹt bô thôi, chứ cũng không bao giờ mà mình xem cái chuyện mà mình nẹt bô đó như là một cái chuyện đương nhiên cả. Mình ý thức được chứ, mình ý thức được á là cái chuyện mà chơi xe phân khối lớn á nó rất là dễ gây ra những cái ấn tượng xấu cho người ta. Nên là khi mà mình đã là một phần của cái cộng đồng chơi xe rồi á thì mình rất là để ý đến cái chuyện á là giữ gìn cái hình ảnh của mình sao cho nó tốt. Giống như thế này đi, anh em thấy không, mình chạy 70-74 và luật là mình sai đấy, mình không có cãi. Nhưng mà có những cái hành động á, mình sẽ cố gắng mình chú ý một chút xíu. Ví dụ như mình chạy 7 mấy thế này nè, có những cái xe nhỏ ở bên phải của mình á, thì mình sẽ né ra chút xíu để cho người ta không có bị giật mình. Hoặc là mình chạy cái số nhỏ chút xíu để người ta không có giật mình. Đấy, đó đấy là một số những cái giới hạn mà mình tự đặt ra cho chính mình để mà người ta nhìn vô mình, người ta không có ghét. Mình sai đấy, nhưng mà mình không có sai một cách quá đáng đâu. Mà mình sẽ luôn luôn đặt ra một cái giới hạn nhỏ. Còn anh em nào mà làm sai, mà kiểu sai một cách trầm trọng luôn á, thì lúc đó mình thật sự là mình không còn lời gì để nói nữa. Là anh em làm sao mà để gây ảnh hưởng đến tất cả những người chơi khác xung quanh á, là như vậy là kỳ lắm. Đấy, thà mình chạy nhanh như thế này mà mình giữ đều ga, mình không có làm cho ai giật mình giữ mở khoảng cách xa đối với những cái người chạy ở len trong, thì như vậy mình chuyện mà mình chạy nhanh á nó không gây ảnh hưởng gì khác nhiều. Không gây nhiều nha, chứ phải là không gây ảnh hưởng, hiểu không, nhưng là không có nhiều, thì như vậy á nó sẽ tốt hơn và mọi người không có nhìn mình theo một cái kiểu là thằng chó này đi cái xe nó láo quá kiểu thế. Mình giờ mình tự nói lại cái câu đó mình thấy kỳ kỳ. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều người nói mình như vậy đấy. Bữa mình có coi cái phim Spider-Man No Way Home á, thì nó lại có một cái câu mà hồi xưa mình cũng thích lắm, bây giờ mình có coi lại mình vẫn thấy hay, đó là khi mà sức mạnh càng lớn á, thì trách nhiệm cũng càng phải lớn. Thì á, mình thấy cái chuyện mà chơi xe này nó cũng y chang như vậy luôn á. Càng chơi xe càng lớn, càng có tên tuổi thì mình càng phải để ý, mình phải càng phải có trách nhiệm trong cái việc mà xây dựng cái cộng đồng của mình nó tốt hơn. Đâu thể nào mà chỉ vì ích kỷ cho bản thân mình, nghĩ do cái chuyện là chơi xe sướng cho mình á, xong mà gây ảnh hưởng cho tất cả những anh em khác thì nó không hay. Người dân, người ta nhìn vào những cái thằng mô tô như mình á, người ta không có chửi mà người ta phải ngưỡng mộ, thì đó mới là cái lúc mà mình cảm thấy là thật sự là mình thấy hạnh phúc, thấy thành công. Chứ chạy mô tô rồi ra ngoài đường bị kêu bằng thằng á, nghe nó buồn lắm anh em. Từng có một thời gian mình được nghe những câu như thế đấy, và lúc đó mình làm mình nản lắm. Nhưng mà rồi từ từ mình cũng tìm được cái cách để mình làm quen với những điều đó, và người ta mình cố gắng mình thay đổi điều đó. Mình nói thật, mình rất là ghét cái câu chuyện á là anh em chơi phân khối lớn á lên mạng nói rằng á là tụi bay đã lên được xe phân khối lớn chưa mà tụi bay phán xét khi nào lên phân khối lớn mới hiểu. Nhưng mà thực ra mình đã chạy phân khối lớn rồi và mình hiểu điều đó chứ, mình đã từng là người không có xe mà. Và mình cảm thấy rằng á là những cái đó chỉ là những cái lời biện hộ cho cái chuyện á là quá ích kỷ đi. Ủa, bạn mình đâu rồi? Chắc chạy bà rồi. Mình lỡ mình chạy nhanh quá bỏ bạn mình luôn rồi, xin lỗi mày nha. Rồi, bye anh em. Em thấy không, mình
chạy xe phân khối lớn á, thực ra như thế thôi chứ mình chạy hiền lắm, không có chạy ác chiến như là mấy anh em khác đâu. Này nó đâu rồi ta, này nó đâu rồi? À đúng rồi, là mình không có thích những cái chuyện mà anh em nói rằng nó là chạy xe phân khối lớn đi rồi biết, rồi đã có xe chưa mà phán xét. Ôi mấy câu đó thật sự nói luôn là biện hộ đấy, ích kỷ đấy. Ferrari chơi xe phải nghĩ tới những người xung quanh nữa, đâu phải chỉ là, đâu phải con đường này phục vụ cho chính riêng mình không đâu, nghĩ những người khác nữa chứ. Thì nếu mà giả sử nhưng mà không nghĩ đến những người khác đi thì cũng nên nghĩ cho những anh em nào mà đang chơi xe chung với mình. Mình làm cho người khác bị kêu bằng thằng á, mình thấy nó có thích không? Mình là mình thấy không thích đâu. Chơi xe á, chạy quá tốc độ sai, chắc chắn. Độ bô sai, chắc chắn luôn. Mình không bao giờ mình phản đối những cái chuyện đó hết, tại mình công nhận mình sai thật. Nhưng mà nên cái sai của mình á, nên có một cái giới hạn nào đấy thôi. Đừng làm cho cái sai mình trở nên sai hơn và gây cái khó chịu cho người khác. Hãy có một cái giới hạn. Nói thiệt, ví dụ như đường vắng như thế này, ở trước không có ai hết, kéo xíu đi, ok. Còn khi mà đường đông xe mà anh em kéo, anh em nẹt bô gì đó thì thôi, cái đấy là anh em ích kỷ, nói thẳng được thế luôn. Chứ chẳng có đam mê gì ở đây hết. Đam mê là phải chơi xe cho người ta nể, chứ không phải là chơi cho bản thân mình, đúng không? Đây, mình thấy thế thôi. Hôm nay, ôi cái vlog này hôm nay mình hơi tiêu cực nhờ. Hôm nay mình hơi tiêu cực xíu nha, tại vì bữa giờ mình lên mạng mình coi một vài cái diễn đàn á thì mình thấy nhiều anh em tiêu cực quá, nhiều anh em trách móc quá. Không phải, nhiều anh em ích kỷ quá gây ảnh hưởng, nên là mình làm ra cái clip như thế này để mình nói ra những suy nghĩ của mình. Thật sự, ví dụ như giờ ai nói là mình bạo động hay là thế nào đấy thì thôi, thì ai muốn nói gì nói. Đây là vlog của mình, mình nói ra những gì mình nghĩ thôi. Mong rằng là anh em sau khi xem xong vlog của mình sẽ có một cái suy nghĩ gì đó nó cải thiện hơn, chia sẻ vì cộng đồng hơn một chút. Anh em thấy vlog của mình hay thì hãy cho mình một cái subscribe nha, một cái like nữa nha. Và hãy đừng quên rằng là mình sẽ tiếp tục mình làm vlog thường xuyên hơn nữa. Anh em nhớ đón xem nha. Bye bye.